bạn sắp bước vào một hành trình sâu sắc khám phá bản chất bên trong vượt ra ngoài những nguyên tắc và quy luật của hermetic giống như những chiếc chìa khóa chúng sẽ mở ra những bí ẩn của vũ trụ cho bạn bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thứ đều mang tính tinh thần mọi thứ đều rung động và tương ứng lưỡng tính nhịp điệu và tiến hóa tồn tại ở mọi nơi sau bài học này bạn sẽ học cách thích nghi điều chỉnh và làm chủ thực tế của mình bây giờ hãy bắt đầu và chúng ta hãy cùng nhau giải mã những chân lý vượt thời gian này. Bài 1. Nguyên tắc chủ nghĩa tinh thần, bạn sẽ đi sâu vào nguyên tắc chủ nghĩa tâm thần, nguyên tắc Hermetic đầu tiên, thừa nhận rằng tất cả là tâm trí và bản thân vũ trụ cũng là tinh thần. Nguyên tắc này nhấn mạnh khái niệm rằng mọi thứ chúng ta cảm nhận trong thực tế vật chất của mình rốt cuộc đều bắt nguồn và chi phối bởi tâm trí. Nó không chỉ là một ý tưởng trừu tượng nó là một quy luật cơ bản định hình trải nghiệm hàng ngày và cách hiểu thực tế của bạn. Nguyên tắc chủ nghĩa tinh thần ngụ ý rằng tất cả các hiện tượng của cuộc sống, dù hữu hình hay vô hình, đều là biểu hiện của một ý thức hoặc tâm trí phổ quát duy nhất. Nó cho thấy rằng thực tế không chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên của vật chất vật lý, mà là một cấu trúc tinh thần được tạo ra và bị ảnh hưởng bởi tâm trí tập thể và cá nhân. Hiểu được khái niệm này đòi hỏi bạn phải thách thức mô hình thông thường về thực tế vật chất nó đòi hỏi bạn phải nhận ra sức mạnh sâu sắc của những suy nghĩ niềm tin và nhận thức của bạn trong việc định hình thế giới của mình nó không có nghĩa là thế giới vật chất không tồn tại mà là sự phản ánh của tâm trí nói cách khác thực tế của bạn không chỉ là thứ bạn thụ động quan sát đó là thứ bạn đang tích cực tạo ra bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh bạn là người tạo ra hoàn cảnh của mình nguyên tắc này nhấn mạnh việc làm chủ tâm trí để ảnh hưởng đến thực tế của chính mình trong truyền thống Hermetic, nguyên tắc chủ nghĩa tinh thần là một lời kêu gọi thức tỉnh bản chất thực sự của thực tế và tiềm năng vô hạn của tâm trí. Đây là lời mời để khai thác sức mạnh của suy nghĩ và nhận thức của bạn để định hình thế giới của mình. Đó là một thách thức để vượt qua giới hạn của thực tế vật chất và bắt đầu hành trình khám phá và làm chủ bản thân. Bài 2 Nguyên tắc tương ứng Bước sang nguyên tắc Hermetic thứ hai, việc hiểu nguyên tắc tương ứng sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn rộng hơn về sự kết nối giữa mọi thứ. Nguyên tắc này được thể hiện trong câu châm ngôn, trên sao dưới vây, dưới sao, trên vậy làm sáng tỏ mối liên hệ sâu sắc giữa tất cả các cấp độ tồn tại, dù là vật chất, tinh thần hay tâm linh. Sự nắm bắt nguyên tắc này sẽ giúp bạn nhận thấy rằng các mô hình lặp lại trên các cấp độ này tạo điều kiện cho việc hiểu sâu sắc về thiết kế phức tạp của vũ trụ. Ví dụ, cấu trúc của nguyên tử phản ánh thiết kế của hệ mặt trời với các electron quay quanh hạt nhân giống như các hành tinh quay quanh một ngôi sao ở đây cấu trúc nguyên tử vi mô tương ứng với sự sắp xếp thiên thể vĩ mô mẫu hình này lặp lại gợi ý về một dạng đối xứng vũ trụ ngoài ra nguyên tắc này cho rằng các lĩnh vực tinh thần và tâm linh tương ứng với lĩnh vực vật chất do đó suy nghĩ cảm xúc và trải nghiệm tâm linh của bạn không phải là những hiện tượng riêng lẻ mà gắn liền với thực tế vật chất của bạn sự kết nối này ngụ ý rằng bằng cách thay đổi suy nghĩ hoặc cảm xúc bạn có thể tạo ra những thay đổi trong hoàn cảnh vật chất của mình để phát triển sự hiểu biết thực tế bạn có thể cân nhắc thiền định bằng cách làm dịu tâm trí bạn có thể nhận thức rõ hơn những mối tương ứng này và tận dụng chúng để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình bạn sẽ nhận ra rằng thế giới bên ngoài là sự phản ánh của trạng thái bên trong của bạn, và ngược lại, bài 3. Nguyên tắc trung động Nguyên tắc trung động, nguyên tắc Hermetic thứ ba cho rằng mọi thứ trong vũ trụ đều chuyển động liên tục, và bạn cũng không ngoại lệ. Nguyên tắc này nhấn mạnh ý tưởng rằng vật chất, năng lượng, tâm trí, thậm chí cả tinh thần đều chỉ là những mức độ rung động khác nhau. Nói một cách đơn giản, bạn không phải là một vật thể tĩnh mà là một thực thể năng động, dao động ở tần số riêng biệt của bạn. Hiểu được nguyên tắc trung động có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận thế giới. Ví dụ, hãy xem xét thực tế vững chắc của bạn làm việc của bạn. Nó có vẻ cố định và bất động, nhưng ở cấp độ dưới nguyên tử, nó là một tổ ong nhộn nhịp các hạt chuyển động liên tục. Tương tự như vậy, suy nghĩ, cảm xúc và ý định của bạn không phải là những thứ thụ động mà cộng hưởng với năng lượng, ảnh hưởng đến thực tại xung quanh bạn nguyên tắc trung động không chỉ là một cấu trúc triết học, nó còn tìm thấy tiếng vang trong vật lý hiện đại. Thuyết trường lượng tử hỗ trợ cho ý tưởng rằng các hạt trung động ở các tần số khác nhau, tạo ra các dạng vật chất khác nhau. Năng lượng trung động mà bạn phát ra sẽ kết nối bạn với các sự kiện, con người và hoàn cảnh phù hợp với tần số của bạn, một khái niệm được gọi là luật hấp dẫn, bài 4. Nguyên tắc lưỡng cực Chuyển hướng sự tập trung của bạn khỏi bản hòa tấu rung động xung quanh, chúng ta hãy đi sâu vào nguyên tắc hermetic thứ tư nguyên tắc lưỡng cực khẳng định rằng mọi thứ bạn trải nghiệm đều có mặt đối lập nguyên tắc này củng cố cho ý tưởng về nhị nguyên sự hiểu biết rằng tất cả mọi thứ được thể hiện đều có hai mặt hai khía cạnh hoặc hai cực đó là một luật phổ quát ngụ ý bản chất đối lập cơ bản của sự tồn tại hãy nghĩ về nó theo quan điểm nhiệt độ bạn có nóng và lạnh nhưng chúng không phải là những thực thể riêng biệt chúng chỉ đơn thuần là các mức độ khác nhau của cùng một thứ nhiệt độ đó là một thang đo liên tục mà trên đó chúng ta đặt các nhãn tùy ý về bản chất lưỡng cực không phải về sự phân chia mà là về một chuỗi liên tục tương tự những cảm xúc như yêu và ghét không độc lập với nhau mà tồn tại trên một chuỗi cảm xúc chúng chỉ đơn thuần là các mức độ khác nhau của cùng một thứ cảm xúc bạn có thể chuyển đổi giữa các cực đối lập này bằng cách thay đổi rung động tinh thần của mình giống như thay đổi nhiệt độ bằng cách điều chỉnh bộ điều nhiệt nguyên tắc này khi được nắm bắt thực sự cho phép bạn chuyển hóa một trạng thái tinh thần sang trạng thái khác trên cùng một chuỗi liên tục hiểu được nguyên tắc lưỡng cực có nghĩa là hiểu được sự giống nhau cơ bản của các cặp đối lập chúng không phải những lực xung đột mà là những lực bổ sung cho nhau phản ánh cùng một thực tế chỉ khác nhau về mức độ bây giờ đã nắm được tầm quan trọng của lưỡng cực và vai trò của nó trong nhận thức của bạn chúng ta hãy chuyển sang nguyên tắc tiếp theo, nguyên tắc nhịp điệu, một sự tiến triển tự nhiên từ lưỡng cực, vì bản thân nhịp điệu là một điệu nhảy giữa các cực đối lập, bài 5. Nguyên tắc nhịp điệu Sau khi hiểu được điệu nhảy uyển chuyển của các cặp đối lập, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được nguyên tắc Hermetic tiếp theo, nguyên tắc nhịp điệu. Nguyên tắc này cho rằng mọi thứ trong vũ trụ đều có nhịp điệu, một chuyển động qua lại nhất quán như nhịp tích tắc của đồng hồ hoặc sự thay đổi của các mùa chính nhịp điệu dao động này giống như một con lắc đảm bảo sự cân bằng trong mọi thứ nguyên tắc nhịp điệu về bản chất đề cập đến các chu kỳ tự nhiên mà chúng ta quan sát trong cuộc sống sự suy thoái và phát triển sự thăng trầm sự lên và xuống nó lặp lại các mô hình theo chu kỳ được tìm thấy trong tự nhiên trong hành vi của con người và trong vũ trụ rộng lớn nguyên tắc này cho thấy rằng không có gì trong sự tồn tại là tỉnh mọi thứ đều ở trạng thái chuyển động liên tục và chuyển động này theo một mô hình nhịp điệu riêng biệt ví dụ hãy suy nghĩ về những trải nghiệm của chính bạn có những giai đoạn thành công và thời gian thất bại những khoảnh khắc hạnh phúc và những trường hợp buồn bã giai đoạn phát triển và giai đoạn suy giảm chính mô hình nhịp điệu này cho phép chuyển đổi các tình huống đảm bảo rằng không có trạng thái nào là vĩnh viễn hiểu được nguyên tắc này bạn có thể điều hướng những thăng trầm trong cuộc sống tốt hơn tận dụng dòng chảy nhịp điệu để mang lại lợi ích cho mình về bản chất, dòng chảy nhịp điệu của vũ trụ là một điệu nhảy, một điệu nhảy mà bạn là một phần cho dù bạn có nhận ra hay không. Và khi bạn trở nên hòa hợp hơn với nhịp điệu này, bạn sẽ thấy rằng mình được trang bị tốt hơn để xử lý những thay đổi sắp đến. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu hơn vào cách thức những thay đổi này không phải là ngẫu nhiên, mà còn tuân theo nguyên tắc nhân quả. Bài 6. Nguyên tắc nhân quả. Song song với dòng chảy nhịp điệu của cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng mọi hành động bạn thực hiện đều có hậu quả minh họa cho nguyên tắc hermetic về nhân quả niềm tin nền tảng của hermetic này nêu ra rằng không có gì xảy ra ngẫu nhiên hoặc nằm ngoài các quy luật của vũ trụ nó khẳng định rằng mọi kết quả đều có một nguyên nhân cụ thể và có thể dự đoán được và ngược lại mọi nguyên nhân đều có một kết quả cụ thể và có thể dự đoán được hành động suy nghĩ lời nói của bạn tất cả đều là những nguyên nhân được đặt ra chúng lan tỏa ra vũ trụ tạo ra những hiệu ứng sau đó tác động trở lại bạn và tạo ra những hiệu ứng tiếp theo bạn không chỉ đơn thuần là một chiếc lá bị gió thổi bay bạn là một người tham gia và sáng tạo tích cực trong câu chuyện cuộc đời của chính mình hiểu được nguyên tắc này cho phép bạn bước vào một vai trò chủ động hơn bạn có thể chọn những hành động dẫn đến kết quả mong muốn thay vì bị chi phối bởi những sự kiện dường như ngẫu nhiên bạn có thể thiết kế thực tế của mình một cách hiệu quả bằng cách sắp xếp suy nghĩ lời nói và hành động của mình để hoạt động hài hòa với mục tiêu của bạn tuy nhiên nguyên tắc này cũng nhấn mạnh trách nhiệm mà bạn nắm giữ lựa chọn của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn và thế giới nói chung điều quan trọng là phải cân nhắc đến những tác động tiềm ẩn trước khi bắt đầu một nguyên nhân về bản chất nguyên tắc nhân quả dạy bạn về tầm quan trọng của việc sống tỉnh táo đó là lời kêu gọi hành động, lời nhắc nhở rằng bạn là một phần trong bức tranh thảm tuyệt vời của sự tồn tại, ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của nhân và quả, đó là bài học về sức mạnh và trách nhiệm mà bạn nắm giữ trong việc định hình cuộc sống và thế giới của mình. Bài 7. Nguyên tắc giới tính. Xây dựng nhận thức về hậu quả của hành động, bạn sẽ thấy rằng nguyên tắc giới tính đóng vai trò then chốt trong tương tác của bạn với vũ trụ. Nguyên tắc này, một nền tảng của triết học Hermetic cho rằng giới tính được thể hiện trong tất cả các khía cạnh của sự tồn tại, không chỉ đơn thuần là về mặt sinh học mà còn trong cả tâm trí, năng lượng và vật chất. Để hiểu được nguyên tắc này, bạn cần chuyển đổi quan điểm của mình từ quan niệm truyền thống về giới tính là một khái niệm nhị nguyên. Trong Hermetic, giới tính không chỉ đề cập đến các thuộc tính vật lý của nam và nữ. Thay vào đó, nó đại diện cho bản chất lưỡng tính của thực tế bao gồm năng lượng nam tính và nữ tính thấm nhuần vào tất cả các khía cạnh của vũ trụ năng lượng nam tính thường được liên kết với sự quyết đoán lo diệt và hành động là động lực thúc đẩy và thúc đẩy mặt khác năng lượng nữ tính gắn liền với tính tiếp thu trực giác và nuôi dưỡng là vật chứa tiếp nhận cho phép sáng tạo và phát triển bạn sẽ thấy sự tương tác này trong suy nghĩ của mình nơi mà khía cạnh nam tính là tâm trí tỉnh táo phân tích của bạn và khí cạnh nữ tính là tâm trí tiềm thức, trực giác của bạn. Bằng cách hiểu được nguyên tắc này, bạn có thể nhận ra và tận dụng những năng lượng này bên trong mình, thúc đẩy sự cân bằng và hiệu quả trong hành động của bạn. Nguyên tắc giới tính nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hài hòa giữa các năng lượng này, nhấn mạnh rằng không có năng lượng nào là vượt trội hơn và cũng không thể tồn tại độc lập. Về bản chất, nguyên tắc giới tính là một tuyên ngôn về sự cân bằng, giúp bạn hòa hợp với nhịp điệu vũ trụ và nâng cao khả năng tương tác hài hòa với thế giới. Bài 8 Nguyên tắc nhất thể hóa Tiến đến nguyên tắc nhất thể hóa, bạn sẽ thấy đây là niềm tin rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được kết nối và là một phần của một tổng thể. Bắt nguồn từ triết học Hermetic cổ đại, khái niệm này ngụ ý rằng tất cả sáng tạo đều bắt nguồn từ một nguồn thiên liêng duy nhất, do đó, chúng có chung một bản chất thống nhất. Nguyên tắc này cho thấy sự tách biệt là một ảo tưởng sự tồn tại của bạn không bị cô lập mà được đang dệt vào tấm thảm vũ trụ bạn là một phần của vũ trụ giống như một ngôi sao hoặc một thiên hà sự kết nối này vượt ra ngoài sự gần gũi về mặt vật lý hoặc sự tương đồng nó bao gồm tất cả các chiều kích của sự tồn tại bao gồm cả thời gian không gian và tâm linh trên hết nguyên tắc nhất thể hóa vô hiệu hóa tư duy nhị phân nó không phải về chúng ta chống lại bọn họ hoặc bản thân chống lại người khác nó là về việc nhận ra bản chất chung ẩn dưới những khác biệt bề mặt nguyên tắc này nuôi dưỡng lòng thấu cảm lòng trắc ẩn và sự hiểu biết vì nó thúc đẩy ý tưởng rằng những gì ảnh hưởng đến một người sẽ ảnh hưởng đến tất cả tuy nhiên việc nắm bắt nguyên tắc này không chỉ là sự hiểu biết trên phương diện trí tuệ đó là về kiến thức thông qua trải nghiệm bạn không thể nắm bắt được chiều sâu thực sự của nhất thể chỉ bằng cách suy ngẫm bạn phải cảm nhận nó sống với nó và thể hiện nó bài chín nguyên tắc chuyển hóa tâm thức tiếp theo bạn sẽ khám phá nguyên tắc hermetic thứ hai nguyên tắc chuyển hóa tâm thức khẳng định rằng bạn có thể thay đổi thực tế của mình bằng cách thay đổi trạng thái tinh thần nguyên tắc này cho rằng tất cả các yếu tố của vũ trụ cả hữu hình và vô hình đều được kết nối thông qua sức mạnh của tâm trí đi sâu hơn nguyên tắc này cho thấy rằng bằng cách thay đổi có ý thức suy nghĩ và cảm xúc của bạn bạn có thể điều chỉnh thực tế cá nhân của mình đây không phải là một khái niệm thần bí nó dựa trên nghiên cứu về tâm lý học nhận thức suy nghĩ và cảm xúc của bạn định hình nhận thức của bạn từ đó ảnh hưởng đến hành động và phản ứng của bạn bằng cách quản lý các quá trình nội tâm này bạn đang thay đổi hiệu quả cách bạn nhìn nhận và tương tác với thế giới xung quanh thực hành chuyển hóa tâm thức không phải là cách chữa bệnh nhanh chóng hoặc lối tắt thành công nó đòi hỏi sự chánh niệm tự kiểm và điều hòa cảm xúc chăm chỉ. Bạn không thể đơn giản mong muốn mọi thứ thành hiện thực, bạn phải tích cực nỗ lực thay đổi các mô thức suy nghĩ và phản ứng cảm xúc của mình. Nguyên tắc chuyển hóa tâm thức là minh chứng cho sức mạnh của tâm trí. Nó không phải phủ nhận thực tế, mà là về việc hiểu và sử dụng sức ảnh hưởng của tâm trí lên nhận thức của chúng ta về thực tế. Bằng cách khai thác sức mạnh này, bạn có thể tạo ra một thực tế thuận lợi hơn cho bản thân. Bài 10 nguyên tắc năng lượng tương ứng bây giờ khi đã tính đến sức mạnh của tâm trí bạn trong việc định hình thực tế của mình điều cần thiết là phải đi sâu vào một nguyên tắc hermetic quan trọng khác nguyên tắc năng lượng tương ứng nguyên tắc này nhấn mạnh ý tưởng rằng các năng lượng có tần số tương tự có xu hướng tương ứng hoặc cộng hưởng với nhau đây không chỉ là một khái niệm trung tâm của triết học hermetic mà còn được tìm thấy trong vật lý lượng tử đương đại về cơ bản nguyên tắc năng lượng tương ứng nêu ra rằng trên như dưới trong như ngoài về mặt thực tế nó có nghĩa là những năng lượng và rung động mà bạn phóng ra thế giới cả có ý thức và vô thức sẽ thu hút những năng lượng tương tự nếu suy nghĩ cảm xúc và ý định của bạn chủ yếu là tiêu cực bạn có khả năng thu hút những trải nghiệm tiêu cực ngược lại nếu bạn duy trì năng lượng tích cực bạn có khả năng thu hút những trải nghiệm tích cực nguyên tắc này khuyến khích bạn chú ý đến những năng lượng bạn đang phát ra vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến thực tế của bạn nó cho thấy rằng bằng cách cố tình điều chỉnh năng lượng bên trong của bạn phù hợp với những kết quả mong muốn bạn có thể định hình hiệu quả thực tế của mình đây là một cách tiếp cận chủ động thúc giục bạn kiểm soát các năng lượng bạn đang chiếu ra thay vì thụ động chấp nhận những năng lượng áp đặt lên mình hiểu và áp dụng nguyên tắc này cho phép bạn lấy lại sức mạnh của mình và trở thành kiến trúc sư cho cuộc sống của chính mình. Đó là lời kêu gọi nhận thức, một lời nhắc nhở rằng bạn không chỉ đơn thuần là nạn nhân của hoàn cảnh mà là một người tham gia tích cực trong việc tạo ra thực tế của mình. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách khái niệm này phát triển thành nguyên tắc cộng hưởng hài hòa, bài 11. Nguyên tắc cộng hưởng hài hòa. Đi sâu hơn vào các nguyên tắc Hermetic bạn sẽ thấy rằng nguyên tắc năng lượng tương ứng tự nhiên dẫn đến nguyên tắc cộng hưởng hài hòa nguyên tắc này nêu ra rằng các năng lượng tương tự sẽ rung động hài hòa với nhau tạo ra cộng hưởng đó là ý tưởng rằng cái tương tự thu hút cái tương tự hoặc chính xác hơn cái tương tự cộng hưởng với cái tương tự hãy cân nhắc điều này khi hai chiếc âm thoa có cùng tần số được đặt gần nhau và một cái rung lên cái kia sẽ bắt đầu rung động hài hòa tương tự như vậy suy nghĩ Cảm xúc và hành động của bạn đều có tần số năng lượng. Khi những năng lượng này được điều chỉnh theo tần số mong muốn hoặc mục tiêu của bạn, bạn có nhiều khả năng thu hút chúng vào cuộc sống của mình hơn. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn thuần là suy nghĩ hảo huyền. Nguyên tắc cộng hưởng hài hòa đòi hỏi ý định và hành động có ý thức. Chỉ mong muốn một điều gì đó thôi là chưa đủ, bạn cũng phải suy nghĩ, cảm nhận và hành động theo cách phù hợp với những gì bạn mong muốn. Về bản chất nguyên tắc cộng hưởng hài hòa là về việc điều chỉnh bản thân theo năng lượng của vũ trụ đó là về việc tìm ra tần số độc đáo của bạn và điều chỉnh nó với các năng lượng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình bằng cách học hỏi và áp dụng khái niệm này bạn có thể trở nên hòa hợp hơn với các lực lượng tinh tế của vũ trụ và tận dụng chúng để mang lại lợi ích cho mình sự hiểu biết về cộng hưởng năng lượng này đưa chúng ta đến nguyên tắc hermetic tiếp theo bạn đã điều chỉnh năng lượng của mình nhưng làm thế nào để duy trì sự điều chỉnh đó. Câu trả lời nằm ở phần tiếp theo, nguyên tắc cân bằng, bài 12. Nguyên tắc cân bằng. Sau khi điều chỉnh năng lượng của bạn bằng nguyên tắc cộng hưởng hài hòa, điều quan trọng là bạn phải hiểu nguyên tắc cân bằng để duy trì sự điều chỉnh này, vì sự cân bằng liên tục là chìa khóa cho cộng hưởng lâu dài. Về bản chất, nguyên tắc cân bằng là khái niệm về sự cân bằng, trạng thái hài hòa trong đó các lực đối lập bằng nhau và ổn định tuy nhiên điều này không có nghĩa là trì trệ mà là một trạng thái cân bằng năng động cho phép sự linh hoạt và thay đổi áp dụng nguyên tắc này bạn cần phải liên tục phấn đấu cho sự cân bằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống từ suy nghĩ và cảm xúc đến hành động và tương tác không phải là kiềm chế một mặt để ủng hộ mặt khác mà là nhận ra rằng các yếu tố đối lập được kết nối bổ sung và cần thiết cho sự hài hòa tổng thể ví dụ sự cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi cho và nhận lo diệt và trực giác tất cả đều là một phần không thể thiếu cho sự phát triển cá nhân và cộng hưởng năng lượng của bạn đi sâu hơn vào nguyên tắc cân bằng điều cần thiết là phải hiểu rằng nó không phải là một trạng thái tĩnh mà là một quá trình sự điều chỉnh và sắp xếp lại liên tục để đáp ứng với những thay đổi trong môi trường bên trong và bên ngoài của bạn Vì vậy cân bằng không phải là mục đích cuối cùng mà là phương tiện công cụ giúp bạn duy trì sự hài hòa rung động vượt qua những thay đổi một cách duyên dáng và nuôi dưỡng sự phát triển và chuyển đổi. Hãy nhớ rằng, mất cân bằng không hẳn là xấu hay sai, nó chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy cần điều chỉnh ở đâu. Bằng cách nhận ra và giải quyết những mất cân bằng, bạn sẽ nuôi dưỡng khả năng phục hồi, linh hoạt và tính điềm tĩnh cao hơn. Khi bạn nắm vững nguyên tắc cân bằng, bạn sẽ nhận thấy một sự tiến triển tự nhiên sang giai đoạn tiếp theo, nguyên tắc dòng chảy. Bài 13. Nguyên tắc dòng chảy sau khi nắm vững sự cân bằng bạn sẽ tự nhiên đến với nguyên tắc dòng chảy một nguyên lý quan trọng giúp bạn hiểu sâu hơn về sự hài hòa năng lượng nguyên tắc này được hỗ trợ bởi triết học hermetic cho rằng tất cả các yếu tố trong vũ trụ đều chuyển động liên tục không ngừng di chuyển và phát triển đây là một khái niệm thiết yếu hướng dẫn chúng ta đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về các mô hình năng lượng của chính mình và động lực rộng lớn hơn của vũ trụ bạn sẽ thấy nguyên tắc dòng chảy được thể hiện trong các hiện tượng tự nhiên hãy xem xét một dòng sông nó không đứng yên nó liên tục di chuyển thích nghi và thay đổi dòng chảy khi gặp chướng ngại vật luôn tìm kiếm con đường ít kháng cự nhất tương tự như vậy nguyên tắc dòng chảy khuyến khích bạn chấp nhận sự thay đổi thích nghi và tiến về phía trước với dòng chảy của cuộc sống thay vì chống lại chúng tuy nhiên hiểu được nguyên tắc này không chỉ đơn thuần là chấp nhận sự thay đổi nó cũng liên quan đến việc nhận ra nhịp điệu của cuộc sống và hòa hợp với chúng. Đó là về việc ở trong trạng thái linh hoạt, sẵn sàng chuyển đổi và phát triển theo sự chi phối của hoàn cảnh. Nguyên tắc dòng chảy khuyến khích bạn trở nên giống như nước, linh hoạt và thích nghi, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để định hình con đường của mình. Bài 14. Nguyên tắc chu kỳ. Trong khi bạn đang học cách di chuyển theo dòng chảy năng lượng, bạn cũng sẽ gặp phải nguyên tắc chu kỳ một giáo lý hermetic quan trọng khác nhấn mạnh bản chất theo chu kỳ của vũ trụ nguyên tắc này nêu ra rằng tất cả các hiện tượng trong vũ trụ đều tuân theo một mô hình riêng biệt của sự lên xuống hoặc một chu kỳ phản ánh niềm tin hermetic về trên như dưới nguyên tắc chu kỳ không chỉ đơn thuần là về những chu kỳ hữu hình mà chúng ta quan sát hàng ngày như ngày nối đêm hay các mùa thay đổi nó cũng liên quan đến những chu kỳ vô hình của cảm xúc suy nghĩ xu hướng xã hội và thậm chí cả sự trỗi dậy và suy tàn của các nền văn minh bằng cách nhận ra những chu kỳ này bạn có thể có được hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh cho phép bạn dự đoán và phản ứng với những thay đổi hiệu quả hơn hãy xem xét cuộc sống cá nhân của bạn bạn có thể đã trải qua những giai đoạn vui vẻ và buồn bã phát triển và trì trệ đây không phải là những biến động ngẫu nhiên mà là một phần trong chu kỳ cuộc sống cá nhân của bạn Hiểu điều này có thể giúp bạn vượt qua những thăng trầm của cuộc sống tốt hơn, trong phạm vi rộng hơn, nguyên tắc chu kỳ cũng có thể giúp bạn hiểu các mô hình xã hội. Nhận ra những chu kỳ này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng tương lai, cho phép phản ứng chủ động thay vì bị động. Bài 15. Nguyên tắc hiện thực hóa. Theo các nguyên lý Hermetic, bạn sắp khám phá nguyên tắc hiện thực hóa, một khái niệm sẽ biến đổi nhận thức của bạn về cách suy nghĩ và cảm xúc có thể định hình thực tế nguyên tắc này về bản chất là cơ chế mà qua đó những suy nghĩ và cảm xúc vô hình của bạn trở thành hiện thực hữu hình đó là quá trình nối nhịp giữa lĩnh vực tinh thần và vật chất nguyên tắc hiện thực hóa dựa trên tiền đề rằng trạng thái tinh thần của bạn cả ý thức và tiềm thức đều có thể ảnh hưởng và cuối cùng chi phối thực tế vật chất của bạn bạn không chỉ là một người thụ động quan sát cuộc sống của mình mà là một người tham gia tích cực liên tục định hình thế giới của mình thông qua suy nghĩ và cảm xúc đây là một ý tưởng mạnh mẽ thách thức nhị phân truyền thống giữa tâm trí và vật chất để khiến nguyên tắc này hoạt động có lợi cho bạn điều quan trọng là phải duy trì sự tập trung cao độ và hướng đến mục tiêu mong muốn của bạn suy nghĩ của bạn không chỉ đơn thuần là những tia mơ hồ thoáng qua chúng là những hạt giống mạnh mẽ khi được gieo vào mảnh đất màu mỡ của tiềm thức có thể phát triển thành những biểu hiện hữu hình tuy nhiên chỉ mong muốn đơn thuần là không đủ đó là về việc điều chỉnh suy nghĩ cảm xúc và hành động của bạn theo hướng một mục tiêu cụ thể chính sự điều chỉnh này xúc tác cho quá trình hiện thực hóa đó là về việc nhận ra rằng bạn là người đồng sáng tạo ra thực tế của mình và chịu trách nhiệm về thế giới bạn đang xây dựng khi bạn đi sâu hơn vào các nguyên lý hermetic bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên tắc hiện thực hóa có liên quan mật thiết đến một khái niệm quan trọng khác nguyên tắc trực giác Nguyên tắc tiếp theo này sẽ mở rộng hơn nữa hiểu biết của bạn về cách bạn có thể ảnh hưởng đến thực tế một cách có ý thức, bài 16. Nguyên tắc trực giác. Nguyên tắc trực giác, khái niệm tiếp theo trong hành trình khám phá các nguyên lý Hermetic, đưa hiểu biết của bạn về khả năng tự tác động lên thực tế đi xa hơn một bước bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nội tâm và bản năng. Nguyên tắc này nêu ra rằng tinh thần con người vốn gắn liền với vũ trụ, vượt ra ngoài ranh giới của thực tế hữu hình nó cho thấy rằng bạn được trang bị khả năng tự nhiên để nhận ra sự thật không nhất thiết dựa vào bằng chứng kinh nghiệm mà là một cảm giác ruột gan hay bản năng bẩm sinh thoạt đầu nó có vẻ mâu thuẫn với các nguyên tắc trước đó tuy nhiên đây là một thành phần thiết yếu trong khung hermetic nó là về việc thừa nhận rằng vượt ra ngoài mặt phẳng vật chất và nhận thức trí tuệ còn có một tầng kiến thức sâu hơn chỉ có thể tiếp cận được thông qua trực giác nguyên tắc này hối thúc bạn tin tưởng vào nó lắng nghe khi nó lên tiếng và đi theo hướng dẫn của nó nó không phải phủ nhận logic hay lý trí mà là nhấn mạnh sự cân bằng giữa tâm trí cơ thể và tinh thần trực giác trong bối cảnh hermetic không phải là một khái niệm thần bí hay khó nắm bắt đó là một công cụ mạnh mẽ cho việc tự khám phá và tự hoàn thiện bản thân giáo lý hermetic cho rằng trực giác là cầu nối giữa bản ngã có ý thức của bạn và bản thể cao hơn của bạn phần của bạn được điều chỉnh theo tâm thức vũ trụ vì vậy, để tận dụng sức mạnh của nguyên tắc này là bước vào một sự hiểu biết sâu sắc về vũ trụ và vị trí của bạn trong đó. Cuối cùng, nguyên tắc trực giác mời gọi bạn tin tưởng vào tiếng nói bên trong của mình, đón nhận sự thông thái mà nó mang lại và cho phép nó hướng dẫn bạn đi qua mê cung của thực tại. Đó là một lời kêu gọi nhìn vào bên trong và khám phá vũ trụ rộng lớn tồn tại ở đó. Bài 17. Nguyên tắc phản chiếu. Dựa trên sự hiểu biết trực quan của bạn, bạn sẽ thấy nguyên tắc phản chiếu phản ánh sự khám phá nội tâm này phản chiếu vũ trụ bên trong của bạn lên cấu trúc của thực tế nhận thức của bạn nguyên tắc này là một phần không thể thiếu của triết học hermetic nêu ra rằng những gì bên trong chúng ta được phản chiếu trong thế giới xung quanh nó không chỉ là một khái niệm thi ca đó là một khái niệm phân tích kêu gọi sự tự kiểm tra sâu sắc bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên tắc này hoạt động trên nhiều cấp độ ở cấp độ cá nhân suy nghĩ cảm xúc và thiên kiến của bạn định hình nhận thức của bạn về thực tế bạn không nhìn thế giới như nó vốn có mà như bạn đang nhìn đây là khía cạnh vi mô của nguyên tắc ở cấp độ vĩ mô nguyên tắc phản chiếu cho rằng bản thân vũ trụ là một tấm gương phản chiếu lại ý thức tập thể của tất cả các sinh vật quan điểm toàn diện này nhấn mạnh sự kết nối của vạn vật và mối quan hệ qua lại giữa cá nhân và vũ trụ nguyên tắc phản chiếu không phải là một khái niệm thụ động nó khuyến khích sự tham gia tích cực vào thế giới nội tâm của bạn để biến đổi thực tế bên ngoài của bạn bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng suy nghĩ và cảm xúc của mình bạn có thể thay đổi hình ảnh phản chiếu mà bạn nhìn thấy trong thế giới đó là một quá trình chuyển đổi qua lại nơi nội tại ảnh hưởng đến ngoại tại và ngược lại hiểu và áp dụng nguyên tắc phản chiếu là một hành trình sâu sắc hướng tới sự tự khám phá và tự chuyển hóa bản thân đó là lời nhắc nhở rằng bạn không chỉ là một khán giả thụ động mà là một người tham gia tích cực vào việc sáng tạo ra thực tế của mình. Tiếp theo, chúng ta hãy đi sâu vào nguyên tắc thống nhất, một khái niệm hấp dẫn không kém, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về vũ trụ có sự kết nối, bài 18. Nguyên tắc thống nhất. Mỗi trải nghiệm, suy nghĩ và hành động của bạn đều được kết nối với nhau, phản ánh nguyên tắc thống nhất trong triết học Hermetic, nơi bạn không phải là một thực thể riêng lẻ mà là một phần của một tổng thể vĩ đại hơn. Nguyên tắc này là một phần không thể thiếu của hermetic nêu ra rằng mọi thứ trong vũ trụ bao gồm cả bạn đều được kết nối và thống nhất biểu hiện như một thực thể duy nhất nguyên tắc sâu sắc này cho rằng có một năng lượng thống nhất ràng buộc tất cả mọi thứ một loại keo vũ trụ nếu bạn muốn vượt qua ranh giới vật chất do đó mọi hành động bạn thực hiện mọi suy nghĩ bạn nắm giữ đều ảnh hưởng đến trật tự vũ trụ lớn hơn bạn không chỉ là một người ngoài cuộc thụ động bạn đang tích cực tham gia và định hình ý thức tập thể này nguyên tắc thống nhất không chỉ là một khái niệm siêu hình đó là một nguyên tắc vận hành đó là lăng kính để bạn có thể hiểu thế giới và vị trí của mình trong đó bằng cách hiểu và áp dụng nguyên tắc này bạn có thể nhìn thấy sự kết nối của tất cả mọi thứ và trách nhiệm vốn có của bạn đối với toàn thể nguyên tắc này cũng thúc đẩy một thế giới quan đồng cảm và trắc ẩn khi bạn bắt đầu nhận ra sự tồn tại chung giữa bạn và những người khác nếu mọi thứ đều được kết nối thì việc gây hại cho một người đồng nghĩa với việc gây hại cho tất cả do đó nguyên tắc thống nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của những hành động và suy nghĩ tích cực nuôi dưỡng sự hòa hợp và cân bằng trong vũ trụ nguyên tắc thống nhất là một công cụ sâu sắc cho sự phát triển cá nhân và nhận thức về bản thân hiểu được ý tưởng này có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đóng góp xây dựng tích cực vào ý thức tập thể đó là lời nhắc nhở rằng bạn không đơn độc bạn là một phần của một tổng thể vĩ đại hơn, đóng góp và được định hình bởi sự thống nhất của vạn vật. Bài 19. Nguyên tắc chuyển hóa. Trong hành trình khám phá bản thân, bạn sẽ gặp phải nguyên tắc chuyển hóa của Hermetic, một khái niệm quan trọng gói gọn bản chất luôn thay đổi của sự tồn tại. Nguyên tắc này minh họa sự thay đổi liên tục bao trùm khắp vũ trụ và mọi thứ, không ngoại lệ, đều đang trong trạng thái chuyển đổi liên tục nguyên tắc chuyển hóa gắn chặt chẽ với khái niệm vô thường một chân lý cơ bản được công nhận trong nhiều truyền thống tâm linh và triết học nguyên tắc này nêu lên rằng không có gì là tĩnh tại và thay đổi là hằng số duy nhất bạn là một phần của vũ điệu chuyển hóa vĩ đại của vũ trụ với sự tiến hóa cá nhân của bạn phản ánh sự biến đổi liên tục của vũ trụ mọi thứ từ nguyên tử đến thiên hà đều trải qua quá trình chuyển đổi đó là một luật phổ quát chi phối cả thế giới vật chất và phi vật chất ảnh hưởng đến vật chất năng lượng ý thức và thậm chí cả thực tế tâm linh suy nghĩ cảm xúc và niềm tin của bạn cũng tuân theo nguyên tắc này chúng không bất biến mà có thể thay đổi và phát triển hiểu được nguyên tắc chuyển hóa có thể trao quyền cho bạn nhận ra rằng trạng thái hiện tại của bạn không phải là tĩnh tại và có thể thay đổi có thể mang lại cho bạn cảm giác hy vọng và kiểm soát nó cho phép bạn nắm lấy tiềm năng phát triển và hoàn thiện đồng thời tận dụng sức mạnh của sự chuyển đổi trong hành trình cá nhân hướng tới sự cải thiện bản thân và giác ngộ. Về bản chất, nguyên tắc chuyển hóa là minh chứng cho bản chất linh hoạt và năng động của sự tồn tại. Đó là lời mời gọi để đón nhận sự thay đổi, không phải như một kẻ thù mà là một người bạn đồng hành trong cuộc hành trình khám phá bản thân. Bài 20. Nguyên tắc thích nghi. Tiếp nối nguyên tắc chuyển hóa, bạn sẽ gặp tiếp nguyên tắc thích nghi một nguyên lý quan trọng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh theo những thay đổi liên tục của cuộc sống nguyên tắc này vốn linh hoạt và năng động dựa trên niềm tin rằng khả năng thích nghi là cần thiết cho sự phát triển và tồn tại cả về thể chất và tinh thần nguyên tắc thích nghi nhấn mạnh rằng vũ trụ luôn biến đổi không ngừng và bạn như một phần không thể tách rời của nó không nên đứng yên thay vào đó bạn được kỳ vọng sẽ tiến hóa thích nghi và thay đổi theo những biến đổi trong môi trường bên ngoài và bên trong của bạn sự tiến hóa liên tục này cho phép phát triển khả năng phục hồi và rèn giũa khả năng bẩm sinh của bạn để vượt qua những thăng trầm khó lường của cuộc sống hơn nữa thích nghi không chỉ là tồn tại mà còn là phát triển mạnh mẽ khi bạn chấp nhận thay đổi thay vì chống lại nó bạn có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội mà nó mang lại nguyên tắc này cho rằng khả năng thích nghi của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiểu và hòa hợp với các quy luật vũ trụ thúc đẩy sự kết nối sâu sắc hơn với vũ trụ tuy nhiên quá trình này không diễn ra một cách cô lập nguyên tắc thích nghi gắn liền với các nguyên tắc hermetic khác ví dụ nguyên tắc tương ứng trên như dưới ngụ ý rằng những thay đổi bên trong bạn sẽ phản ánh ra thế giới bên ngoài của bạn và ngược lại lưu ý rằng thích nghi không phải là một quá trình thụ động mà là sự tham gia tích cực vào quá trình thay đổi, một cuộc đối thoại không ngừng với vũ trụ. Bây giờ, khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, bạn sẽ khám phá ra cách thức mà nguyên tắc thích nghi này đặt nền tảng để hiểu nguyên tắc tiến hóa, bài 21. Nguyên tắc tiến hóa. Dựa trên sự hiểu biết của bạn về khả năng thích nghi, giờ đây bạn sẽ đi sâu vào nguyên tắc tiến hóa, một nguyên lý hermetic quan trọng khác đi đôi với khả năng thích nghi. Nguyên tắc này đề xuất rằng mọi thứ không ngoại lệ, đều phát triển và diễn ra theo một cách có thể dự đoán và trật tự. Theo quan điểm Hermetic, tiến hóa không phải là một quá trình ngẫu nhiên, hỗn loạn, mà là một quá trình tuân theo các quy luật chính xác. Chủ nghĩa Hermetic cho rằng mọi thứ trong vũ trụ, từ hạt nhỏ nhất đến thiên hà lớn nhất, đều tuân theo một con đường tiến hóa cụ thể. Bạn có thể coi đây như một vũ điệu vũ trụ vĩ đại, được biên đạo bởi các quy luật của vũ trụ. Đi sâu hơn nguyên tắc này nhấn mạnh rằng thay đổi không chỉ là một quá trình bên ngoài mà còn là một quá trình bên trong nó không chỉ là thích nghi với các điều kiện bên ngoài mà còn là phát triển từ bên trong bạn không chỉ là một người quan sát thụ động mà là một người tham gia tích cực vào quá trình tiến hóa của chính mình điều này có nghĩa là bạn có sức mạnh để ảnh hưởng đến sự tiến hóa của mình định hướng sự phát triển và định hình vận mệnh của mình Thực tế, việc hiểu được nguyên tắc tiến hóa có thể trao quyền cho bạn để sống có ý thức hơn. Bằng cách nhận ra rằng bạn không phải phụ thuộc vào các tình huống bên ngoài, mà là kiến trúc sư cho sự tiến hóa của chính mình, bạn có thể tận dụng nguyên tắc này để thúc đẩy sự phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân và phát triển tâm linh. Bài 22. Nguyên tắc căn chỉnh. Sau khi hiểu được nguyên tắc tiến hóa, bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên tắc căn chỉnh cũng không kém phần quan trọng trong hành trình phát triển bản thân và tâm linh của bạn nguyên tắc này bắt nguồn từ triết lý hermetic cổ xưa nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh rung động cá nhân của bạn với rung động của vũ trụ hãy coi vũ trụ như một trường năng lượng vô hạn rung động ở các tần số khác nhau suy nghĩ cảm xúc và hành động của bạn tạo ra tần số rung động cá nhân của bạn Nguyên tắc căn chỉnh cho rằng bằng cách điều chỉnh tần số của mình, bạn có thể thu hút những trải nghiệm đồng điệu với trạng thái mong muốn của mình. Nó không phải là bẻ công vũ trụ theo ý muốn của bạn, mà là điều chỉnh bản thân theo nhịp điệu của nó. Bạn có thể hình dung điều này như việc dò đài. Nếu bạn được điều chỉnh thành một đài phát sóng nổi sợ hãi và tiêu cực, thì đó là năng lượng bạn sẽ hấp thụ. Nhưng bằng cách điều chỉnh núm xoay, thay đổi suy nghĩ, cảm xúc hoặc hành động của bạn, bạn có thể điều chỉnh sang các đài phát sóng tình yêu, sự phong phú hoặc hòa bình. Đó là một quá trình tự chuyển đổi, đòi hỏi nhận thức về bản thân và ý định rõ ràng. Tuy nhiên, nguyên tắc này không chỉ đơn thuần là suy nghĩ tích cực. Nó sâu sắc hơn thế. Đó là về việc hiểu sự kết nối của vạn vật và nhận ra rằng sự căng chỉnh của bạn với vũ trụ không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm cá nhân của bạn mà còn cả ý thức tập thể áp dụng nguyên tắc căn chỉnh không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi tính kỷ luật, tự suy ngẫm và thay đổi cách nhìn nhận. Ngược lại, việc thành thạo nó có thể dẫn đến sự phát triển cá nhân và tâm linh to lớn, đưa bạn đến một cuộc sống thực sự tương ứng với những mong muốn sâu sắc nhất và ước mơ cao đẹp nhất của bạn. Bài 23. Nguyên tắc làm chủ. Trong khi bạn đang điều chỉnh rung động cá nhân của mình với vũ trụ, điều cần thiết là bạn cũng phải phấn đấu để làm chủ bản thân một nguyên tắc then chốt trong triết lý hermetic sẽ đưa sự phát triển cá nhân và tâm linh của bạn lên một tầm cao mới về bản chất nguyên tắc làm chủ đề cập đến khái niệm kiểm soát hoàn toàn bản thân về mặt tinh thần và thể chất đó là về việc khai thác sức mạnh cá nhân của bạn và sử dụng nó để hướng dẫn quỹ đạo cuộc sống của bạn theo một hướng ý nghĩa có mục đích làm chủ theo giáo lý hermetic không phải là chế ngự người khác hoặc áp đặt sự thống trị đó là về kiểm soát bản thân và kỷ luật đó là hành trình hướng tới sự tự hiện thực hóa nơi bạn học cách làm chủ suy nghĩ cảm xúc và hành động của mình nguyên tắc này khuyến khích bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình trở thành nhà điêu khắc cho vận mệnh của chính mình chứ không phải là một khán giả đơn thuần bạn có thể tự hỏi làm thế nào để đạt được sự làm chủ con đường đi đến sự làm chủ bắt đầu bằng kiến thức hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu mong muốn và nỗi sợ hãi của bạn sau đó, hãy rèn luyện tính kỷ luật và kiên trì. Không ngừng nỗ lực cải thiện và tinh chỉnh các khả năng của bạn. Hãy nhớ rằng, làm chủ không phải là thành tựu đạt được trong một sớm một chiều. Đó là một hành trình suốt đời đòi hỏi sự cống hiến, kiên nhẫn và kiên cường. Hơn nữa, nguyên tắc này được kết nối với các nguyên tắc Hermetic khác. Ví dụ, nguyên tắc trung động tuyên bố rằng mọi thứ trong vũ trụ đều chuyển động không ngừng bạn có thể thay đổi tần số rung động và do đó cả thực tế của mình bằng cách làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thấy chưa, việc làm chủ các nguyên tắc hermetic này giống như việc điều chỉnh một cây đàn piano, nó đòi hỏi sự luyện tập, điều chỉnh và căn chỉnh hoàn hảo. Những nguyên tắc này không chỉ là triết lý cổ xưa mà còn là công cụ phát triển bản thân. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những cá nhân áp dụng các quy luật này đã báo cáo những cải thiện đáng kể trong cuộc sống vì vậy hãy dám đi sâu điều chỉnh nhịp điệu của bạn theo dòng chảy lên xuống của vũ trụ và xem thế giới của bạn biến đổi hãy luôn nhớ rằng làm chủ là một quá trình không phải là đích đến cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi nếu quý vị thấy video hữu ích hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé trân trọng cảm ơn quý vị